Ruột là nền tảng sức khỏe của chúng ta, từ chức năng đường ruột đến hệ miễn dịch. Hệ vi sinh đường ruột của chúng ta bao gồm rất nhiều lợi khuẩn và hại khuẩn. Lợi khuẩn thì cần chất xơ để phát triển, và hầu hết mọi người đều chỉ tiêu thụ 2/3 lượng chất xơ so với khuyến nghị 25-35g. Thực phẩm bổ sung chất xơ prebiotic của Oriflame bổ sung chất xơ hàng ngày cần thiết được tổng hợp từ 6 nguồn thực vật tự nhiên: ớt chuông, rau diếp xoăn, bông cải xanh, rau bina, cải xoăn và củ cải đường. Sản phẩm có chứa 4 nguồn chất xơ tự nhiên: Fos từ củ cải đường và Inulin từ rau diếp xoăn. Đây là hai loại prebiotic tự nhiên, là thức ăn cho lợi khuẩn phát triển. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển tại Thụy Điển. Sản phẩm có trọng lượng 150g, tương đương với 30 khẩu phần. Sản phẩm được Hiệp hội Thuần chay chứng nhận. Sản phẩm không chứa chất biến đổi gen và không chứa gluten. Sản phẩm không chất bảo quản, không chất tạo màu và không hương vị nhân tạo. Cho lợi khuẩn chính là chăm sóc cho sức khỏe cơ thể bạn. Mỗi lần chỉ với khoảng 5g bột, tương đương với 1,5 muỗng cà phê. Sản phẩm được hòa tan vào với 250ml nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn cũng có thể cho chung vào với thức ăn và dùng kèm với 1 ly nước. Ban đầu nên sử dụng 1 lần mỗi ngày, sau một vài tuần có thể tăng dần lên là 2 lần mỗi ngày nếu cần thiết. Mỗi khẩu phần như thế này sẽ bổ sung cho chúng ta 4g chất xơ và 11 calo với hương vị nhẹ nhàng và dễ uống.